Cho đồ trang sức vào tương cà, hóa ra lại là một việc làm cực kỳ hữu ích. Mẹo quạt vô cùng đơn giản này nhưng lại hiệu quả, khiến ai cũng phải bất ngờ. Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, vứt đi thì tiếc, tiếp tục đeo thì cũng không được. Đặc biệt nếu đó là một vật kỷ niệm đối với bạn thì cần phải tìm cách cứu chữa cho món trang sức này ngay. Sử dụng mẹo đơn giản sau sẽ rất có ích cho bạn trong trường hợp này. Các bước thực hiện. Bước 1, đổ một ít tương cà ra đĩa rồi cho đồ trang sức vào ngâm trong 10 phút. Bước 2, sau đó dùng bàn chải chà qua rồi rửa sạch bằng nước. Bước 3, cuối cùng chỉ cần lau lại bằng khăn thì món trang sức sẽ sạch bóng ngay lập tức. Cuối cùng, kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy, món trang sức sáng bóng như lúc mới mua về. Trên đây là mẹo quạt đơn giản giúp bạn cứu chữa món đồ trang sức bị xỉn màu. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Mến chào tạm biệt.